nó ra ngoài ở gần bờ sông là bờ sông. Nó kiểu lịch sử của nó thì là nó bơi ra sông. Đấy. Cho nên là những con cá khác cũng bị bắt. Con cá này không bắt nó bè. Đấy, thế là nó gặp con cá chim nó kéo lên nó mới bè. Con nhiều cá này chưa? Con nhiều cá riêng này. Tại sao lịch sử của con cá riêng này gọi là cá riêng? Đấy chưa? Bằng thịt nào? Cá riêng kéo con thứ là nhóm ơi. Đấy chưa? Cá riêng này nó đẻ hai lứa đúng không? Đúng không? Tao mua bằng cá đẻ hai lứa này. Cá riêng này. Đây này. Đây là trứng này. Cá riêng đẻ hai lứa lắm nhà em. Cá riêng đẻ hai lứa nó to. Đấy chưa? Cái quảng cáo là mày hay. Nhá. Tiếp tục đây là cá gì đó? Đây. Đây là cái gì? Đây là khấu đuôi tình yêu. Đấy chưa? Thế còn đây là cánh gà cho các cháu ăn nhá. Đây là con cá gì? Cá trình. Cá trình nhà mình làm món gì? Giống mẹ. Gì nữa không? Nướng ôm chưa đậu. Tại sao gọi là cá trình? Em biết. Cá trình này là tên cá trình là nó sang. Nó ở trình độ. Đấy, giá nó cao hơn so với cá riếc với lại cá bèn. Nghe chưa? Thì người ta gọi là con cá trình. Nhớ chưa? Đấy, tiếp tục vào đây. Cá trình. Cá trình này nấu với mẻ. Đây mẻ đây. Nấu với hầm dừa xiêm đây. Nghe chưa? Mày gọi hết chúng nó vào đây tao dạy. Đấy. Nhúng với lại rau sam. Rau sam vặt ngoài ruộng. Rau sam này không nuôi được. Không nuôi được mà chỉ trồng được thôi nhá. Mà không trồng được chỉ vào bụi rậm mà có được thôi. Cộng với hành gà nhớ chưa? Và tiếp tục rất là nhiều món ngon của tao đang làm ở đây. Đây là vịt hóa thiên nga. Tại sao ở đây là vịt hóa thiên nga? Mày biết không? Ở đây là một dòng thiên nga đang bơi ở đây. Đấy, nhưng một con vịt này nó đẹp như này, nó nằm ở hồ thiên nga thì nó hóa thành thiên nga. Thấy chưa? Có hiểu bài chưa? Rồi tiếp tục đây này. Đây là lợn này, người coi cái này. Lợn lễ là sữa này. Đấy, và rất là nhiều món. Đây còn cái lòng nó khỏe lắm. Đây là lòng tình yêu. Có hết rồi, còn tiếp tục nó vào đây, ta dạy cho này. Vịt nhà mình trắng như này lên vịt nữa kia thì trở thành vịt hóa thiên nga, nhớ chưa? Đàn thiên nga có thể thế này, nhớ chưa? Đấy là ngỗng còn hóa thiên nga, vịt hóa thiên nga, nhớ chưa? Ở trong kia còn gà bản, đấy, ngan bản, thấy chưa? Vịt rời, vịt biển. Đấy, đầy đủ hết, nhớ chưa? Ở trong này nữa thì nhà tao còn món này nữa vào đây. Bể nhà tao còn những cái món này nữa. Nhà tao còn cái món cá trình, huyền thoại. Ở trong này là cá tầm, nhớ chưa? Ở đây là cá quả, nhớ chưa? Ở đây là cá nhau không, nhớ chưa? Ở đây là tôm này, sát vào đây. Đây là tôm lướt nhà em này, thấy chưa? Tôm lướt sát vào đấy đang bơi nhá. Đây là tôm sú này đang bơi này. Nhà em còn ghẹ thiên nhiên này, ghẹ biển này, quay sát nó vào ghẹ này, cá song này, nhớ chưa? Nhà em cái gì nhà em có nhá. Tiếp tục nó vào đây nào. Nhiều đặc biệt là nhà em có nhiều loại bẻ này, bẻ nước mặn nước ngọt này. Mày muốn lấy cái gì đây? Dạ. Mày bắt cá gì? Ở trong này có đầu với nhau mới kia đây, khói. Đây rồi, không có cái đầu thôi. Bánh nhau không được rồi, chúng ta bắt được con vào, cắt ăn được. Bánh nhau nướng nữa nhá. Đây, nhà em này, tôm càng xanh huyền thoại này. Thấy chưa? Cá nhau sông này. Cá nhà em này có cá quả này. Cá chiêu hồng nướng cà lu này. Ba ba nhà em này, ba ba gai, ba ba quê này. Nhà em rất là nhiều món trên trời dưới biển. Nghe chưa? Nghe rồi. Lý Nhiêu. Có. Thế nào gọi là cá bền? Tại sao gọi là cá bền? Cá bền này là bền chắc, ăn chắc mặc bền. Cá bền này nó ra ngoài khơi sóng gió nó vẫn bền. Nhưng mà gặp con cá chim ấy thì nó gặp con cá chim ấy thì nó không thể bền nổi. Nhớ nhở? Vâng. Người ta gọi là con cá bền. Cá bền này thì chúng ta làm rán giòn, nhớ chưa? Vâng.
tại sao các cụ gọi là hồn ca diếc, biết không? Tại sao? Ơ, tại sao là cá diếc mà cá diếc ngon là đẻ mấy lứa? Hai lứa mới ngon. Hai lứa mấy lứa? Hai lứa mới ngon. Hai lứa mới ngon, chuẩn rồi. Thế thì gái một con là để làm mấy lứa? Một đứa. Thế bây giờ mấy con rồi? Một. Một con rồi, trông gì? Một cái đầu đầu. Một con thôi thì.